Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với AZ Danchu Channel và mình là Phát Nguyễn. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với một video clip để hướng dẫn anh em cái cách đánh rêu cho hồ cá vàng như thế nào. Thì đây là một cái vấn đề mà mình thấy rất là nhiều anh em quan tâm. Trong video này sẽ có hai phần. Phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để đánh rêu làm sao cho nó hiệu quả và đơn giản nhất có thể. Cái phần thứ hai mình sẽ nói về những cái điểm mà mình không thích khi chơi rêu. Và bản thân mình là cái người không thích chơi rêu mà rêu này là do hoàn cảnh bắt buộc thôi chứ không phải là mình mong muốn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề đầu tiên, đó là hướng dẫn cái cách để đánh rêu làm sao cho nó đơn giản và hiệu quả. Thì đây là những cái chia sẻ về kinh nghiệm bản thân của mình thôi, có thể nó đúng và có thể nó vẫn chưa đúng. Thì nếu chưa đúng thì bạn có thể góp ý thêm cho mình để mình có thể ra một cái video tiếp theo nó sẽ đúng hơn và nó sẽ hữu ích hơn cho những anh em mà đang cần thiết cái kiến thức đánh rêu cho hồ cá. Đối với bản thân mình thì rêu đó là một cái loại thực vật, cho nên nó sẽ cần hai yếu tố. Thứ nhất đó là chất dinh dưỡng, thứ hai đó là ánh sáng. Về phần chất dinh dưỡng thì gần như là trong hồ cá nó đã có đầy đủ chất dinh dưỡng rồi, tức là phân cá, chất thải cá, đó là những cái chất dinh dưỡng rất tốt cho thực vật. Nếu như các bạn là fan hâm mộ chân chính của mình thì đã xem qua tất cả những video clip của mình rồi, có thể thấy là những cái cây mà thủy canh mà mình trồng trong hồ cá thì nó cực kỳ tốt luôn, cực kỳ sung. Ví dụ trầu bà đi, lá rất xum xuê, lá rất to, hoặc là cây bách thủy tiên đi cũng rất xum xuê, rất to, hoặc cây thủy trúc đi nó cũng rất xum xuê, mọc rất cao luôn. Những cái ví dụ đó có thể minh chứng được một điều là trong nước đã có đầy đủ chất dinh dưỡng để cung cấp cho thực vật phát triển. Cho nên là cái việc mà một số bạn hướng dẫn là chúng ta sử dụng phân nước để đánh rêu thì cái đó nó sẽ phù hợp. Nếu như cái hồ bạn chưa bắt đầu thả cá mà các bạn đánh rêu trước thì trong nước nó chưa có chất dinh dưỡng thì bạn có thể sử dụng phân nước để cung cấp chất dinh dưỡng cho rêu phát triển. Còn nếu hồ bạn thả cá rồi thì cái việc sử dụng phân nước theo mình nghĩ là nó không cần thiết. Yếu tố thứ hai cần thiết đó là ánh sáng. Thì đối với những cái hồ ở ngoài trời thì đã có ánh sáng mặt trời trực tiếp rồi, cho nên là đó là cái điều kiện rất là thuận lợi để cho rêu mọc. Còn đối với các bạn nuôi cá ở trong nhà thì chúng ta sẽ bị thiếu đi cái yếu tố này. Do đó là các bạn thường phải bổ sung thêm ánh sáng bằng cách là đánh đèn. Thì đèn mà các bạn phải sử dụng đó là những loại đèn mà có ánh sáng 10K và công suất lớn. Theo mình khuyên dùng thì các bạn có thể sử dụng những cái loại đèn mà của ODC hoặc là của Aqua Blue, những cái loại đèn mà chuyên dụng để cho thủy sinh á. Thì tại vì người ta đã nghiên cứu rồi, thủy sinh cũng là cây, nó cũng cần ánh sáng. Và những loại đèn đó là những loại đèn chuyên dụng để cho cây thủy sinh phát triển. Do đó là khi các bạn đánh rêu thì những loại đèn đó sẽ là những loại đèn hiệu quả nhất. Và theo kinh nghiệm bản thân của mình thì thường để đánh rêu thì một cái đèn nó không đủ các bạn. Thường các bạn phải sử dụng 2 hoặc 3 cái trở lên. Hoặc là các bạn sử dụng một cái đèn nhưng mà nó có rất rất nhiều bóng. Thí dụ như là cái ODC mà loại dùng ống tiếp thì thường các bạn sẽ sử dụng lại loại 4 bóng. Hoặc là các bạn sử dụng 2 cái, mỗi cái 2 bóng. Đó là hai cái yếu tố mà bắt buộc cần phải có để cho rêu phát triển. Tuy nhiên thì nhiều bạn đã áp dụng cả hai yếu tố rồi nhưng mà rêu nó vẫn không mọc. Các bạn có thể kiểm tra lại cái hệ thống lọc của mình. Theo kinh nghiệm bản thân của mình thì chỉ khi nào mà cái bộ lọc của các bạn đã đi vào ổn định rồi, tức là nước nó thực sự đã trong rồi thì các bạn đánh rêu nó mới có hiệu quả. Còn nếu mà nước nó vẫn còn đang có cảm, các bạn nhìn vào nước mà các bạn có cảm giác là nó đục nha, nó hơi đục đục, hơi mờ mờ, nó không có trong suốt, thì lúc đó là chứng tỏ là cái hệ lọc của bạn chưa ổn định và vi sinh chưa ổn định. Thì khi các bạn đánh rêu thì chắc chắn nó sẽ không lên rêu xanh đâu, mà nó sẽ có hai trường hợp: một là nó lên rêu nâu, còn hai là lên tảo xanh. Tại vì khi mà nước nó không trong suốt thì khi bạn chiếu đèn xuống thì cái ánh đèn nó không có đi xuyên qua được nước, lúc đó thì không đủ sáng để cho rêu xanh phát triển mà nó chỉ lên được rêu nâu thôi. Còn cái trường hợp thứ hai là nó đục và trong nước nó dư quá nhiều cái chất hữu cơ là sẽ tạo điều kiện cho cái một cái loại gọi là tảo nó phát triển mà nó làm cho nước nó bị xanh. Đó là cái trường hợp mà các bạn hay gặp. Cho nên theo kinh nghiệm bản thân của mình thì trước khi các bạn đánh rêu các bạn cần phải xét lọc trước đã. Khi mà lọc ổn định, nước đã thực sự trong vắt rồi thì mới bắt đầu đánh đèn để đánh rêu. Đó là những cái chia sẻ của mình về vấn đề đánh rêu như thế nào cho nó đơn giản và hiệu quả. Còn cái vấn đề thứ hai mà mình muốn chia sẻ đó là vì sao mình không thích chơi rêu. Nếu các bạn đang có dự định chơi rêu thì các bạn cũng nên biết được những cái lý do vì sao mình không thích chơi rêu để trước khi quyết định là đánh rêu hay là không đánh rêu. Cái lý do đầu tiên mà mình không thích chơi rêu đó là tốn điện các bạn. Khi nuôi cá vàng thì lọc chúng ta đã chạy 24/24 rồi, nó cũng đã tốn một cái nguồn điện kha khá rồi. Nếu mà chúng ta đánh rêu nữa thì mỗi ngày chúng ta phải đánh rêu từ 8 tới 10 tiếng.
hoặc thậm chí là hơn nữa. Mà như lúc nãy mình cũng nói rồi, các bạn không thể đánh một cái đèn nó không đủ công suất để đánh, mà cần phải đánh thậm chí là hai cái đèn. Khi đó thì công suất của tổng hợp những cái dàn đèn đánh rêu mình nghĩ phải từ 100W trở lên. Thì nếu mà mình tính sơ sơ 100W đi, thì mỗi tháng chúng ta có thể tốn khoảng 50-60 ký điện nữa cho cái việc đánh rêu. Còn cái việc 50-60 ký điện đó thì nó sẽ quy ra tiền là bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái giá điện của ở cái chỗ bạn ở nữa. Thì giá điện mỗi nơi nó mỗi khác nhau, và giá điện của mỗi gia đình nó cũng khác nhau nữa. Nếu mà gia đình xài nhiều á thì nó vượt quá cái hạn mức thì giá nó rất cao. Còn nếu các bạn gia đình mà xài ít thì nó vẫn còn nằm trong hạn mức thì giá nó sẽ thấp. Nên là các bạn sẽ tự xem lại cái hóa đơn tiền điện của nhà mình, xem cái mức giá điện hiện tại ở mức cao nhất là bao nhiêu. Bạn nhân với lại khoảng 50-60 cái điện nữa, bạn sẽ tính được ra mỗi tháng các bạn phải tính thêm bao nhiêu tiền điện nữa. Riêng đối với nhà mình là điện đã 3.000 mấy rồi, nên là một 50-60 cái điện mỗi tháng phải cỡ gần 200.000 tiền điện các bạn. Nên là đó là một cái vấn đề đáng phải suy ngẫm. Cái vấn đề thứ hai mà mình không thích chơi rêu đó là cực, thực sự luôn, nó chơi rêu nó cực hơn các bạn nghĩ rất là nhiều. Nhiều khi các bạn nhìn thấy ok cái hồ nhìn thấy nó xinh đẹp, nó long lanh như thế này, nó lung linh như thế này, nó xanh nó mát nó đẹp. Tuy nhiên để có được cái hồ rêu mà nó như thế này, các bạn phải tốn rất là nhiều công sức để chăm sóc. Thứ nhất là rêu mà các bạn đánh thì nó đâu có chừa cái mặt nào đúng không bạn? Rêu thì nó sẽ không thông minh tới mức là nó mọc ở bốn mặt thôi, nó chừa cái mặt view cho các bạn để bạn xem cá. Nó sẽ mọc luôn cái mặt này luôn. Và cái mặt này nếu mà các bạn tầm khoảng 2-3 ngày mà các bạn không chùi á thì nó sẽ phủ xanh luôn cái mặt view luôn, mình sẽ không thể nào ngắm cá được luôn. Cho nên rất là tốn công, các bạn phải chùi. Và thỉnh thoảng khoảng tầm một thời gian thì cái rêu ở dưới đáy hoặc là dưới xung quanh thành nó sẽ bị giống như là bị lão hóa vậy các bạn, chứ nó không phải là nó lúc nào nó cũng xanh được đẹp như thế này đâu. Nó sẽ bị dạng giống như là lão hóa vậy, các bạn phải tiến hành là cạo ra và đánh lại từ đầu. Cái lý do thứ ba mà mình không thích chơi rêu đó là rêu nó sẽ làm cản phân. Một cái hồ mà hoàn toàn không có rêu, đáy trống, nhiều khi phân nó vẫn còn không trôi được, huống hồ chi là một cái hồ đầy rêu như thế này. Rêu nó sẽ là một cái vật cản để làm cho phân nó sẽ không trôi đi được. Bạn thấy không, những cái phân này nó sẽ bị vướng, nó bị kẹt trong hồ. Thì lúc này sẽ lại tốn thêm một cái công nữa, bạn phải dùng ống để hút phân ra. Cái vấn đề thứ tư mà mình không chơi rêu đó là lũ heo này rất là ham ăn, nó sẽ cạp. Các bạn nhìn thấy không, trong hồ tuy là có rêu nhưng mà nó cũng không có đều nhau, các bạn có chỗ lồi chỗ lõm là do tụi heo này nó cạp á. Các bạn hay thấy những cái video clip ở trên mạng á, một cái hồ đầy rêu mà rêu nó cao tới mức khoảng tầm trên 5 cm luôn á, thì cái đó theo như mình nghĩ á thì nó sẽ bất khả thi đối với việc nuôi cá vàng. Có thể cái những cái hồ đó là họ họ đánh rêu riêng, tức là họ họ có một cái hồ không để họ đánh rêu và họ chỉ thả con cá vô để quay clip cho nó vui nó đẹp thôi, chứ đó không phải là cái hồ để nuôi cá. Các bạn đừng có bị lầm tưởng với cái chuyện đó, tại vì đối với tụi cá vàng này chắc chắn tụi nó không sẽ không bao giờ để cho rêu nó cao được tới mức đó đâu. Và cái thứ hai, nếu mà cao được tới mức đó thì phân nó làm sao mà trôi, phân nó sẽ bị lẫn trong đó rất là nhiều. Cho nên trước khi các bạn đánh rêu, mình nghĩ các bạn cũng nên cân nhắc tới cái việc mà bốn cái vấn đề mà nãy giờ mình đã từng nói, để đừng để bị đánh lừa bởi cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của những cái video trên mạng. Bởi vì để có được những cái video như vậy, người ta bỏ rất là nhiều công sức. Ok, thì video đến đây kết thúc. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.